Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Auto 365 Cần Thơ nha. Sau bao ngày mong ngóng thì VIPLA F10 phiên bản 2.0 mình đã về tại Auto 365 Cần Thơ nha. Đây, mình sẽ cho mọi người xem. Rất là nhỏ gọn luôn. Sẽ dành cho những dòng bi, dòng xe có cái đèn gầm hẹp ha. Thì hôm nay có một xe Vios đời 2022. Do cái bi gầm LED của zin của nó sẽ khá là tối nên là anh khách quyết định nâng cấp ánh sáng bộ bi gầm LED F10 hay F0 này ha. Mình sẽ cho mọi người xem. Đây là ánh sáng thực tế trên xe nè. Đây là ánh sáng zin đó. Thì sau khi hoàn thành lắp bi F10 2.0 này, mình sẽ quay một cái clip thực tế nữa cho mọi người xem ánh sáng của nó nha. Rồi, hẹn gặp lại mọi người sau khi hoàn thành nha. Và đây là sau khi mình đã hoàn thành lắp bi LED X-Line F10 phiên bản 2.0 cho Vios đời 2022 nha mọi người. Đây mọi người thấy nha, cái len của nó sẽ ánh lên màu xanh như thế này, rất là đẹp nha. Bây giờ mình sẽ test ánh sáng của nó cho mọi người xem nha. Đó, đây là bi gầm nè. Bộ này nhiệt màu của nó sẽ là 4300. Mọi người thấy nha, nó sẽ có một xíu hơi vàng gì đó, như màu nào vàng nắng gì đó. Bi này thì nó cũng sẽ có pha giống như là bi 3 inch luôn nha mọi người. Đây nó pha của nó sẽ gom hơn là cái bi 3 inch luôn. Đó, mọi người thấy nha. Thì công suất của nó cũng là 35 và 4 code của nó sẽ là 35W và pha của nó là 40W ha. Công suất của nó y như cái bi F10 3 inch luôn. Rồi, cho mọi người xem lại một lần nữa ha. Vừa khích như zin luôn nha mọi người. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip sau nha. Số điện thoại mình sẽ để ở phía dưới góc phải màn hình, mọi người cần tư vấn gì đó mình cứ liên hệ vào đó ha, cho mình nha. Hẹn gặp lại mọi người ở clip sau nha.